Em là Lê Thanh Thúy, em sinh năm 1995. Hiện tại thì em đang chơi cho câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Bố mẹ em cũng là truyền thống, cả bố và mẹ đều chơi bóng chuyền. Ban đầu thì ở nhà thì em cứ đi theo mẹ em đến xem các chị chơi bóng, thế xong cũng tò mò nghịch, thế xong thấy hay hay. Thì mấy tháng hè thì em được nghỉ học, em xin mẹ cho lên Hà Nội để chơi. Thì vô tình là thích từ năm 2006 thì bắt đầu chơi bóng chuyền. Thì cũng 2 năm đầu cũng còn yếu, gầy. Em cũng chỉ tập trung thể lực, với cả cũng đệm bóng chuyền bóng tường ở câu lạc bộ Hà Nội. Sau đó em về Quảng Ninh, trẻ còn tập ở trẻ Quảng Ninh 1 năm. Sau rồi em lại lên câu lạc bộ Bảo Long, cũng ở đó 1 năm thì câu lạc bộ Bảo Long nó giải tán. Thì bắt đầu lại về sát nhập về Hà Nội. Cuối năm 2012 thì em chuyển câu lạc bộ Dầu Khí, cống hiến cùng đội 1 năm. Sau đó thì về Ngân hàng Công Thương, vô địch cúp VTV Bình Điền năm 2016 và vô địch quốc gia năm 2016, cúp Hùng Vương năm 2017 và giải Đạm Cà Mau năm 2017. Em có được tham gia VTV Cup năm 2014 thì là cùng các chị thì là được vô địch, và SEA Games thì cũng năm 2015 huy chương bạc.